Đây là súp điện model là Pioneer S-E-5. Súp này công suất là 67W. Bát của súp là 20cm bát úp đất. Đây em quay phía dưới cho các anh xem bát úp đất như vậy. Hình thức súp rất là to và nặng nha. Chiều cao của súp là 42cm, hậu sâu là 37cm và chiều ngang là 34cm. Một kích thước tương đối khá lớn, em để nguyên cái cánh tay của em luôn nè, anh thấy không, rất là to. Trọng lượng của súp lên tới 18kg, vừa to vừa nặng, bát lên tới 20cm. Súp này mình có thể ghép với dàn nghe nhạc mini, ghép với dàn xoay trung, ghép với dàn xoay đại, ghép với dàn 5.1 và dàn karaoke cho phòng nhỏ tầm 20-30m². Trên súp mình có thể chỉnh được volume đảo pha. Súp này thì mình sẽ quay mặt sau nha, là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn thì liên hệ với em. Pioneer E-5 công suất là 67W, nguồn điện là 100V. Súp này chỉ ghép được với những âm ly có hỗ trợ ngõ súp. Đây, mình sẽ ghép vào ngõ này nha. Em sẽ tặng kèm theo một dây AV của Nhật để mình ghim vào ngõ súp này. Ở đây nó có đảo pha từ 0 tới 180. Và ngoài ra thì đem ghim vào bát nớp đắt 20 như vậy. Đây em quay phía dưới nha, dễ nhìn nha. Bát rất là to. Nếu nhà mình đã có một bộ dàn nghe nhạc nhưng mà bộ dàn nghe nhạc đó không có hay, mà không có hay, không lẽ mình bỏ cái bộ dàn thì rất là uổng. Mình muốn cải thiện cái tiếng bát, cải thiện cái dãy âm trầm cho nó sâu nữa, đánh nghe nhạc đen nghe âm mạnh mẽ nữa, thì đây là một giải pháp. Mình mua súp điện về mình ghép. Bên em có nhiều loại súp lắm, các anh cứ liên hệ em. Em sẽ tư vấn một cái súp điện để hợp với bộ dàn của mình, hợp với túi tiền và hợp với công suất. Thì tùy cái nhu cầu mà mình ghép súp thôi nha. Bên em rất là nhiều, các anh cứ liên hệ qua số điện thoại hoặc kết bạn Zalo 0931008099 để bên em gửi mẫu, để tư vấn, để chốt hàng cho các anh. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua súp điện Pioneer E-5 thì vui lòng cọc trước giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Mình nói thêm một tí về súp. Nếu mà bộ dàn ngày mình không hay, mình muốn cải thiện dãy âm trầm, muốn cái tiếng bass nó hay hơn nữa, mạnh hơn nữa, và làm cho mình hài lòng, thỏa mãn, nghe cho nó đã tai hơn nữa, thì mình cứ mua súp về mình ghép. Bộ dàn mình đã có rồi, súp ghép vào làm tăng thêm cái dãy âm trầm cho nó sâu hơn, nghe nhạc nó phê hơn và đánh nó mạnh mẽ hơn, thì đó là một giải pháp để mình cải thiện cái chất âm của bộ dàn nhà mình đang có. Đây, với kích thước to đùng như vậy, mình có thể trưng bày trang trí cho phòng khách tầm 30-40m² đều ok. Đây, cái súp rất là to. Bây giờ trên súp đã chỉnh được volume thoải mái. Ngoài chỉnh volume ra, mình còn chỉnh đảo pha